các bạn. Các bạn, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube Bà Tâm Cảm Thơ. Bà lo bà nói chuyện ra nó chở tôi đi vòng vòng nãy giờ không tìm được cái sao bác. Đúng rồi ha, nói chuyện làm cho nó thấy con mắt. Mới đầu em nói là ôi, cái này em cái gì ngon. Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh Bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe nhé. Thank you các bạn. Hello chị Nguyệt. Ê quên lộn. Hello chị Mỹ. Chị Nguyệt ơi, ông có lộn chị Nguyệt hoài. Thôi bây giờ vậy là để em làm em chào bắt giờ chào các bạn trước nha. Hello các bạn, hôm nay Tám đang gọi cho chị Trần Ngọc Mỹ đang sống tại Đài Loan. Chị sống ở Đài Loan cũng lâu rồi và chị cũng là một đồng bọn của 78 mỗi chuyến từ thiện ở Việt Nam. Vừa rồi chị cũng về làm từ thiện chung, đi từ thiện chung. Rồi những cái lúc mà chị không có đi, chị cũng gửi tiền để ủng hộ cho cái quỹ từ thiện của 78. Em thay mặt cho bà 7 cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi bây giờ xin mời chị chào mọi người. Thế giới. À, chị ở bên Đài Loan bao nhiêu năm tất cả rồi chị? 25 năm. 25 năm. Wow, cũng thời gian cũng lâu dữ ha. Cái chương trình mà Tám Xuyên Lục Địa của em á, chị có biết cái chương trình đó không? Biết. Quá rành. Quá rành luôn. Mỗi ngày mỗi theo dõi. Mỗi ngày mỗi theo dõi. Dạ. À, tình hình ở bên đó bây giờ làm sao chị? Tình hình bên đây á là bữa nay ngày hôm qua là chuyện bữa chị nói với em là 250 người đúng không? Mà bây giờ là tại vì Đài Loan nó cho một chuyến bay là nó bay tự động nó bay qua Trung Quốc nó rước những cái người mà đi du lịch của nước của nó về đây hay làm việc ở bên Đài Loan về. Nên là bây giờ ca nhiễm của nó là lên là 302 người. Nhưng mà chết thì trong đó 5 người, nhưng mà 5 người đó chết là dạng mà cái loại mà người già mà có bệnh tiểu đường hay bệnh tim rồi sẵn rồi trời lạnh rồi nó nhiễm cái đó là trị không được. Dạ. Nó làm như vậy. Ừ. Thì chứ còn nó khống chế thì là tốt. Đúng rồi, em theo em biết là Đài Loan khống chế rất là tốt, khống chế COVID rất là tốt. Ví dụ bây giờ mà có người mà đi du lịch về á, là sân bay nó sẽ báo tới cái huyện đó coi cái giấy đo người ta ở cái chỗ nào là có công an hay trạm y tế xuống lập được. Nhưng mà tới sân bay là người ta đã có cái máy rào qua rồi. Nếu em có bệnh ta đưa vô cách ly luôn, còn nếu không có bệnh thì tự về nhà cách ly 14 ngày. Mà hồi xưa á, hồi mà có cái test á thì chỉ nếu mà người nào mà về nhà cách ly mà còn đi lang thang ngoài đường á thì nó phạt có 50.000 thôi. Nhưng người ta vẫn không sợ. Khi 50.000 thôi là cho mấy cái người là biết ai không? Philippines, Trung Quốc, nó đi lạng quạng ngoài đường. Còn bây giờ là chính phủ mạnh tay lên là phạt 1 triệu. Thì hai vợ chồng cái người đó đi du lịch về không, đã bệnh rồi mà còn qua mặt nhà nước, uống thuốc giảm sốt, ăn qua sân bay rồi xong không về nhà không chịu cách ly, mọi hai vợ chồng phạt 2 triệu tiền Đài Loan, tính ra là 1.5 tỷ tiền Việt Nam. Thì bây giờ ai cũng sợ hết. 1 triệu tiền Đài Loan là bao nhiêu tiền đô chị? Hơn 5.000 đô, tại vì 1.000 đô nó chỉ có là 2.3 triệu. 5.000 mấy đô, 5.000 mấy đô. Rồi cửa biên giới của bên Đài Loan đóng lâu rồi ha? Đóng lâu rồi, rồi cũng gần 2 tuần rồi. Tình hình sinh hoạt của người dân bên đó là sao chị? Bình thường. Sinh hoạt bình thường, nhưng mà đi làm vô công ty là phải đeo khẩu trang, phải rửa tay bằng nước sát trùng. Nhưng mà kiểu dạng mà những cái người người ta cũng ở bên đây nói chung là người
người Đài Loan họ cũng cẩn thận lắm, họ cũng cẩn thận, họ tự không phải đợi nhà nước ra quy luật mà để họ tự tránh bản thân mình, họ cẩn thận trước hơn, tự giác. họ cái tự giác, có tinh thần tự giác, không đợi chính phủ ra, hiểu không? Nhưng mà chỉ có một số ít nào thôi. Phần chị thì sao? Thì chị nói chung thì chị cũng sợ chết ta, chết thì nó chết liền thì không sợ, chết nặng đêm sáng ngày chết liền nó không sợ, nhưng mà kiểu quật quại mệt mỏi lắm. Thôi nghỉ ở nhà xã ơi. Mà dân Đài Loan cũng đâu có ai mà mua đồ ăn dự trữ phải không chị? Có một số, nhưng mà thật sự ra bên đây người ta cũng trữ gì mấy đâu, tại vì một tuần bên đây thường thường là một tuần lễ người ta nghỉ làm, người ta mới đi chợ một lần, chủ nhật người ta đi chợ một lần, anh ta đi làm tới sáng đi chiều về rồi, người ta đâu có rảnh đâu mà để người ta đi chợ chứ. Nó Bữa ra đây cái bệnh của chị khỏe rồi hả chị? thì nói chung là chị uống thuốc ở trong nhà thương không có bao lâu thì chị về nhà là chị có tập vật lý trị liệu đó, là chị chỉ uống thuốc xem sao thôi, ngoài ra thuốc gì chị cũng uống, có trừ trường hợp mà nhiều khi tối ngủ không được á, cái đầu nó hơi đau thì chị có đi với bác sĩ chị lấy 3 ngày thuốc, khi nào nó đau lắm chị mới uống, còn ngoài ra chị không có uống thuốc gì, chỉ uống xem sao thôi, Xem sao mua ở không đâu uống gì hết. Mua của bà chứ mua của đâu trời. bao lâu rồi? Chị nhớ Chắc chị uống cũng 2 năm rồi đó, Kim Thơ. không? Mua vậy hả? Chị uống 2 năm. Ừ. Tụi em là coi như là bắt đầu mà bán là chị uống rồi hả? Giống như nè, xâm xeo nè, serum nè, serum mắt chị cũng xài nè, moisturizer chị cũng có xài nè, mặt nạ nè, có xài hết rồi. Ở bên Đài Nhưng Loan, mà ở bên Đài Loan xa vậy á, mà cái gì cũng mua hết trơn á, bảy tám bán cái gì chị cũng mua hết trơn. bây giờ cảm thấy mà cái thuốc mình uống được, mình giữ sức khỏe mình được á thì chị uống. Hồi xưa chị qua đây á, nói chung là mua cái gì ăn á cũng tính cái quy ra cái tiền Việt Nam, thấy nó mắc dữ lắm, thấy nó mắc lắm. Ủa, mua một cục thịt bị lớn vậy mà tính tiền Việt Nam mà 20 năm về trước á, tính tiền Việt Nam đó, trời ơi, sao mắc quá vậy, thôi nghỉ đi mua trứng ăn. Hồi xưa mới qua là 1 tháng chị đẻ rồi, đặt chồng chị cho chị 1 tháng 6 ngàn, mà 2 mẹ con ở nhà ăn có 3 ngàn thôi, để dành 3 ngàn á, rồi xong rồi lãnh dạy về nhà làm 1 tháng. Em thôi biết hồi xưa mới qua làm có tiền, rất là có tiền, chỉ là em có chịu cực hay không. Hồi xưa chị làm 1 tháng á chị mua 4 cây vàng, hồi xưa qua đây vàng có 950 một chỉ thôi, mà bây giờ 5 ngàn mấy một chỉ, thì em có tính đi 1 tháng. Mà chồng chị đâu biết, nghĩ mình làm gia công ở nhà làm sao mà có tiền nhiều, nhưng mà chị rất là giỏi. Chị làm sáng ha 7 giờ dậy, quét nhà, lau nhà, giặt quần giặt áo cho con ăn bú, xong bắt đầu ngồi làm miết luôn tới 12 giờ trưa, cho con bú tắm rửa cho con xong rồi con ngủ, ngồi làm tiếp tới tối rồi đó, làm đến 12 giờ mới lên ngủ. Nhiều khi dày người ta trở trở, bữa nay 9 giờ người ta trở lại thì em phải tắt hết, em phải bao hết, rồi bắt đầu nói là 9 giờ ngày mai người ta lại người ta trở, người ta mới trở hàng khác cho mình làm. Thì ví dụ một ngày này người ta trở mình 1.400 đâu, em phải cắt cho hết 1.400 đâu Cắt chỉ thì hả em mới chị? lãnh tiền. Thì cũng như như chạy nó nằm vậy, nó có cái rìa râu ở ngoài vậy nè, em lấy cái kéo á, 5 chiếc là vậy, bắt đầu em tẩy vậy, xong bắt đầu em bao một bao vậy là 12 đôi. Hồi xưa cắt á, một 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 đôi như vậy, vừa cắt vừa bao là 7 cắt một đôi, thì Bảy em cắt 1.000 thôi, 7 cắt á, tính cắt á, gì hả? bên đây nó còn tính cắt tính mạo, 7 cắt một đôi thì 1.000 đôi em mới được 700 đồng tiền Đài Loan. Thì 700 tiền Đài Loan à, em quy ra là tiền Việt Nam nó bao nhiêu, gần 700-800 ngàn tiền Việt Nam là hồi xưa 20 năm trước. Một ngày là chị Một nếu mà tháng chị lại một ngày chị làm bao nhiêu đôi? có khi 1.400 thôi, có khi 1.500, Nghĩ tùy hả? theo có hàng nhiều, là nói chung là ông chủ ông chở bao nhiêu là chị cắt hết trong ngày đó luôn, dù bao nhiêu cái thời gian chị cũng cắt hết, chị không có để qua tới ngày mai.
nó là như vậy. Nên chị hồi lúc 20 năm trước chị qua là chị làm rất là có tiền, một tháng chị chăm 4-5 cây vàng dư sức. Ôi, chị làm gì bỏ gửi về Việt Nam hết hả? Chị nói thiệt chứ em, một mà hồi xưa chị qua là một năm á chị gửi 6.000 đô về ha, là chưa tính. Một năm chị về Việt Nam là có nhiều tiền, hồi xưa chị cũng chẳng biết xài tiền là gì, về đưa cho bả hết vậy đó. À, em thấy chị rất là có hiếu má. Thì bây giờ chị nói, chị nói thì cái tám luôn là chị tự giận 3 lần mà chị biết chết, chị bị chết á. Chị uống 45 viên thuốc ngủ mà chị ngủ có 2 ngày 2 đêm chị dậy à, Trời ơi. không chết nha, không hề chết. Xong bắt đầu chị cắt tay, máu máu đông nó cũng chảy luôn, cũng chết, quất một ly thuốc rầy luôn vậy nè Rồi. mà nó cũng không chết. Lúc đó chậm chị đâu? Thì nói chung cái bữa uống thuốc rầy á là sáng dậy cũng tính đi làm rồi, mà tại vì cái bữa đó là tối ngủ không có được, suy nghĩ nhiều quá rồi nó quẩn á, lại bị chết nhiều quá rồi. Chồng chị đi làm, chị cũng tính tính đi làm, cái tự nhiên thôi thay đồ xong cái thôi cũng đi làm, tự nhiên ra chế một ly thuốc rầy uống uống, mà cũng may là chị đau bao tử, nó ói ra xong bắt đầu cái chị mới không thèm đi nhà thương luôn. Tao cũng vậy, tao lau đồ dọn dẹp, tao lau quét hết mà cái phòng nó hôi thuốc rầy không, ráng nằm tới 3 giờ chiều mà nằm ở cái miệng của mình nó, cái lưỡi nó chảy nước miếng chảy hoài chảy hoài chảy hoài à, chịu không có nổi, tự động chạy sang nhà thương, bác sĩ nó thấm vô ruột rồi không có xuất được. Rồi bác sĩ cho uống cái thuốc mà để sổ, uống như cái thuốc mà giống như than vậy đó, phải không, cho nó sổ ra. Rồi bác sĩ kêu nhập viện, chị không chịu, tại cái bữa đó là vô thứ sáu thì thứ bảy chủ nhật, nếu mà nằm lại này, nếu qua tới thứ hai nữa chị không chịu, chị nói thôi giờ cho tôi về đi, hôm nay tôi về đâu, về bác sĩ phải bắt ký tên, nếu mà giờ có chuyện gì thì tự chịu, Tự tiện ok về luôn. vậy Rồi luôn. em có biết không, là một tháng miệng của chị ăn không biết ngọt, không biết mặn, không biết lạ, không biết cái gì hết, Tê. không phải nó làm như nó bị chết cái lưỡi hay sao, bắt đầu mà ngày nào cũng lấy con dao hay cái muỗng cạo cái lưỡi, cạo cạo cũng mấy tháng nó mới hết. Mà bây giờ nói thật sự luôn, cái lỗ mũi của chị bây giờ là ngồi gần cái đống ấy cũng không biết mùi, nó không có hử mùi. Nó mất cái mùi kêu bằng cái gì Đó giác rồi. anh? Hả? Khú hả? À, cái khú giác. Cái khú giác là cái mình không có mua, không có nghe được mùi. Mà chị cũng hên quá, uống thuốc rầy rồi không chết nó ghê chứ. Thì bà vậy chị sao sao cái chị mới nói là cái chị mới mở cái luật nhân quả lên chị nghe, chị mới chị tỉnh ngộ liền, chị tỉnh ngộ liền là mình nghĩ chắc mình thiếu 100 cây vàng mà mình trả 99 cây, còn cây cũng phải trả làm sao chết được, cái nợ đời mình chưa trả hết sao chết, là tỉnh mộng đến giờ luôn, là chuyện với thiện thật luôn. Hết tự tử luôn à? Giờ chị nói thiệt á, chị sống một ngày nào tính theo ngày đó chứ không có tính thời gian, không có tính đường dài. Ở đâu biết mình này mình cực khổ, làm giống như lấy chồng đại gia, đại gia không ai cưới mình đâu, thật sự luôn. Chị nói cái này, chị con người chị thẳng tính, sức tay rẻ rộng lỡ quyển mới cưới mình, chứ nó có tiền bên đây nè, chị nói cho em nghe, con gái Đài Loan á mà nó lấy chồng Đài Loan á, ở Đài Loan là chồng á phải có nhà, có xe, có tài sản, có tiền ngân hàng nó mới lấy được. Hèn chi mà Còn ở như Đài Loan nó hay về Việt Nam nó lấy vợ đúng không chị? chị còn may phước là gả trúng thằng chồng, còn có lúc mà chị gả cho ông này là ông mới có cái nhà lên thật sự. Hồi lúc đó chị kể cho em nghe, chị cái đoạn trường của chị mà không biết làm sao mà kể cho hết. Hồi xưa cũng nghe nói lấy chồng Đài Loan rồi bán qua động đồ Ma Cao rồi này kia, tôi động rồi đó, mình cũng hơi sợ. Ở lúc đó mang cái bầu nữa biết qua làm sao, nhưng mà cũng thiệt á, mình ở đời mình ở phải ở có hiếu thì ông trời ông đãi mình,
vừa qua tới anh đây chở xuống cái nhà, mở mở cái cửa nhà thì nhà ổng mới xây mới trên, mới vừa 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 tân gia, trời tự nhiên nó mát cái ruột thiệt. Thật sự không phải là nhà của mình nhưng mình gả qua mình cũng 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 được vui có cái nhà. Rồi sáng ra cái thấy nguyên đám rượu mình thấy nó cũng mát trong lòng. Còn có đứa nó qua đây, nó chồng ở nhà mướn, mượn tiền ngân hàng qua cưới vợ qua bắt làm trả cái mẹ luôn. Hồi đó em Nghe nghe, nghe cả hồi xưa em nghe nói lấy chồng Đài Loan qua bển nó bị quánh này kia đó, có không chị? cũng có một số thôi mà ít, mà bây giờ nói thật sự bây giờ không có đâu, bây giờ toàn là nói vợ Đài Loan chứ là mẹ Đài Loan nhiều hơn, Ừ hả? chứ qua mẹ nhiều hơn. Có đứa thì nó sướng quá, chồng cưng quá rồi sinh tật, sinh tật cờ bạc nợ, mắc nợ là nghiện rồi bấm nút biến luôn vậy đó, nhiều lắm, Đâu chung là nhiều. hồi xưa em nghe báo chí đăng á, là lấy chồng Đài Loan là giống như là bị cái gì đó, bị đánh đập gì đó, chị nhớ không? Có nhỏ bạn chị nè, chồng nó thư nó để cho nó nghe lời á, làm nuôi chồng, chồng chịu đi làm giờ đánh, có rồi bệnh quá rồi đẻ ra cái bị thư, rồi cái đẻ ra bị trầm cảm luôn á. Cái xong cái chị em nó cũng hên, là chị em nó có đài đưa về Việt Nam trị, rồi ra tòa ly dị cũng có. Nhưng mà bây giờ Đài Loan là tại vì chị có nhỏ bạn nó cũng ở gần nhà chị mà nó gả qua chung thời với chị luôn một lượt luôn, thì chồng nó cục tay, nó vũ phu dã man lắm nha, nó đánh thằng này nó giả y như con vậy. Cái xong chị xúi, tại có hỏi chị, nói chung là cũng ở xứ người mình cũng phải quen biết hay mình tiếp xúc gì với người ta nhiều mình hỏi hả. Cái chị mới nói bây giờ Phương mày đi ra quận công an mày phải thưa, thưa xong công an tới làm việc với nó là mỗi tháng là công an lại kiểm tra, là từ đó về sau đâu có đánh nữa đâu em, tại vì nhiều người họ họ khờ họ không biết chỉ. Giờ ok rồi ha, giờ biết sửa soạn đẹp Ok rồi ha, từ ngày biết không, mà nói bảy, chung từ ngày biết bảy tám phải chị nói cái này thiệt luôn nha, hồi xưa chị làm á là tại vì mình thấy gia đình Việt Nam khổ quá mình mới lấy chồng mình lo, thì mình đâu có thương cái bản thân mình đâu, mình làm như có tiền gửi về mình lo. không? Sau này chị suy nghĩ, ủa mình bản thân mình không thương ai thương mình đây. Giống như chị đợt trước chị về chị may 7 bộ đồ vest mà kiểu vest giả biết không, Mặc cho nó chị may 7 bộ lịch sự là kiểu dạng mà chị nghĩ lớn tuổi sợ mai mốt mình ngồi xui da đồ này kia nọ, mặc cho nó lịch sự. tính như nào về Việt Nam. Trời có trời bà tám về cũng về, tự nhiên giờ về cứ coi dịch bên đó từ lưu về làm gì, Bây giờ đợi bảy tám về mới về phải không? đúng chính xác. Ok chị, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị chia sẻ rất là nhiều chuyện. Cảm ơn 78 á, là nói chung đàn bà thì không ai xấu hết, nhưng mà tại vì mình không lo sửa sạch bản thân của mình nên ai đồng bọn trên toàn thế giới, ví dụ nội trợ thì nội trợ nhưng mà cũng phải lo cho cái bản thân của mình ra cho nó lịch sự một chút, để chồng nó ghen mình chút đi, đúng không? Nghe nói giờ chồng ghen à, phải không? Hồi xưa chồng đâu có ghen, bây giờ sửa soạn lên cái chồng ghen rồi. Bây giờ mỗi lần ra đường là thay cái đầm Nghe. ở máy mặc quần tây bỏ bao vô thùng mặc 2 giây là chơi như vậy, nhưng mà nó cũng thích, nó cũng thích thì miễn nó thích là được rồi, mình vui vẻ cũng được rồi. Có một cái là Việt Nam cũng có cái nó cũng kỳ cục lắm em, nhiều khi hồi xưa giờ chị mặc đơn giản đồ bộ đồ quần cục hay áo thun đồ đi ra đường, cái dầm lên cái đầm hay mặc cái gì lên cái nó bộ đi hẹn với trai, tôi luôn tôi nói, cái trai rồi xong không có nói, nói luôn khỏi bàn bàn vẽ. Hồi xưa chị sợ dơ bẩn lắm, hồi xưa chị sống chị vợ bẩn lắm, làm cái gì cũng sợ, còn bây giờ tự nhiên bị lên Bị rồi khùng. nó nhận chịu đựng quá nổ luôn,
ai muốn nghỉ thì nghỉ. Có nhiều khi chị nói anh cao xin lỗi, nhiều khi nó đi hẹn với trai nó ở giờ hẹn anh vô khách sạn lát nó cho 20 ngàn vậy cho nó nín luôn tiền luôn. Ở đâu nhà ngon vậy, nó nói tụi bay thích nói vậy thì tao truyền theo tụi bay cái câu của tụi bay tao, chứ giờ tao biện minh hay bào chữa cũng tụi bay không đâu tin đâu, người ta nói vậy đó bắt thì tụi bay đi theo. Ok thôi giờ video cũng dài rồi, rồi cảm ơn chị đã chia sẻ nha. Nói nghe nè, nhớ cho anh hai uống cái thuốc đó thường xuyên, ổng uống thuốc thường xuyên ổng khỏe lắm đó. Nè là trời ơi rồi. Nè để đây nè, ngày nào ổng cũng uống 2 viên bây giờ ổng khỏe re nè. Chào ảnh đang ngồi phục hồi em uống 4 viên đi. Trời ơi cái chân ổng đi mau. Vậy hả? Chị uống 4 nó, chị nói thiệt luôn á. Nó mới có sức lận. Uống nhiều rồi hết thuốc là la làng, chưa gửi kịp Đài Loan xa lắc à. Gửi không kịp la làng. Nè tôi mua là tôi mua do si cô đó mới khui hủ mới nè. Ok rồi có gì để ngày mai em cho ông uống, bữa nay em cho ông uống 4 viên ha. Như anh hai vậy ha, sáng uống 2 viên thì tối uống 2 viên sáng không khỏe lắm. Chết cha, sáng nay chưa có cho ông uống, trời ơi đã kêu ông uống quên, sáng nay lo về dậy kiếm lo nói chuyện chị quên đưa cho ông uống nè. Rồi rồi bye bye đi, bye chị, cảm ơn chị. Đồng bọn trên toàn thế giới giữ sức khỏe bình an, cẩn thận đi ra ngoài phải đeo bao tay, đeo khẩu trang nha. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của chị Mỹ và Tám. Mà Tám với chị cũng tâm sự rất là nhiều, từ đó đến giờ cũng tâm sự nhiều lắm. Lâu lâu chị buồn chị gọi Tám nói chuyện cũng vui lắm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Bye bye.